Cá hú nha các bạn. Hú nó có vợ. Miếng chảnh đang đó cầm theo. Đấy. Hôm nay ăn là cơm dưới gì? Mướp, lá mùng tơi, đồ hũ non, có hai keo này nó có đựng gì đựng cá hú kho, tuyệt vời. Chào các coi, chào các bạn nha các bạn. Mời các bạn con các bạn ơi. Này bọn mình mệt, bọn mình ngủ trước rồi các bạn ơi. Phi lời quá. Mấy giờ một giờ hai giờ rưỡi chút xíu mà ra tám giờ. Mình mới được khổ lắm. Qua đã. Để cho nước mắm chích vào đây nè, mấy mày mới chấm được bay. Kéo kéo mấy cái ổng quá à. Ở suy nghĩ. Chấm đậu hũ non. Anh suy nghĩ kịch bản hả? Bởi vì bây giờ mấy thằng nó muốn lừa diễn lừa trời. Giờ nó lừa rồi cấp cứu vậy nè. Mày dẫn nó đi lừa lắm. Không biết thật ông bố nội nào nữa. Lấy tiền rồi xong xuôi cho số điện thoại tôi. Có không? Có. Rồi sao? Tôi mới nói thằng Dương nào. Cá cò mà nó chấm thêm nước mắm nữa vậy. Thằng Dương nào? Người đó, hả? Anh thông báo em như thế em thôi em. Đâu có gì liên lệ với anh đó. Nó điện sao phải nó điện cho mấy lần nó nói tao đó. Ai cho thì nó cha cha nó nhìn thấy cái số điện thoại nào nó cảm phái ấy là nó quất thôi. Còn mà nói cho số điện thoại chuyện tôi đó. Thế là bây giờ đó. Nó hết chấm điện luôn hả? Chuyện chị tôi đó. Rồi. Nó liền nữa, nói đó, nó chống nợ đi mất tiêu rồi. Cứ làm gì kiếm đó đó, giờ tôi không có biết. Mà nó lỡ đi rồi. Nó điện hoài cái chị lắm á. Cái xong tôi kêu nó mày chửi nó luôn đi. Nào đi. Nó nói á. Bây giờ nó muốn gì á thì đưa nó ra tòa đây. Làm gì đó làm. Bây giờ nó chửi nó phạt lắm. Con Phương nó uống vừa đó không lại nó chửi mấy nó thần và đồ mẹ. Banh chành chành ốc luôn chứ. Nói chung á, là dây bên tín dụng này hiếm lắm. Có thằng nào dữ lắm nó ra tòa thôi. Mày hình như là không có bằng chứng để ra tòa hay sao á, với phần nó quá vượt vượt cái mức vay vượt mức lãi á. Hứa mặn rồi đó, giờ nó có trả không mặn gì nhau đâu. Đâu có, phải hứa cho mày. Nó tới cục điện gì đó, đó giờ em nghe luôn hết, có làm gì nhau đâu. Tôi trả rồi mày không biết chứ. Không mấy là nếu mà mày ra tòa là nó cưỡng chế à. Má có con mẹ gì đâu cưỡng chế. Lắm không là vô đập nhà có người họ như mình chứ.
lấy mẹ này cậu. Một con với hai hàng. Nó mà đi vô tập con hoành như phần. Cái mẹ nó lấy gì chả, chả báo được ha. Hồi đó bà Năm Thâm thì xuyên đi xuống chứ lấy đắp của không tao với ai. Có làm người đắp ai nữa. Đúng rồi. Cái mặt đó sáu người sáu một con sáu đó rồi cho báo thì anh đi lắm cũng không có tiền hết á đi mãi thì gặp ngày nắng rồi ngày nắng không một chút cũng không có tiền đâu có đi hết nó chúng đi một lệnh nó là bán cho đường mà bán hai trả trả tiền nợ buổi đó lộn mình thôi mà cái cái mất không có tài mà không muốn còn nó không mới hết luôn mọi người sao chết tôi cũng nghe cái ai Úc, Úc Nhàn cứ ở đó rồi lụm tiền cục điện thôi á mày. Tới đàn lòng rồi Khánh tới đàn lòng. Đi số một số hưởng. Các cái nhà giờ ở đây giờ đẩy cái nhà nữa. Tự giờ tôi không biết cái này, giờ đâu tôi cũng biết luôn đó. Thì đại ở. Không sao đâu. Không bây giờ nếu Khánh nó nói ở được á. Vậy chứ mày biết cái đường mấy mày biết cái chân chỗ cái đường ấy không, cái đường Nguyễn Hữu Thọ không, chị điện nó đi qua đó tặc nghẹt hết á, là bên đây là dự án VZ đó rồi à, biết cái chân chỗ cái khúc ấy không, cái khúc mà quốc lộ 13 không, ở dưới chỗ dự án Vạn Phúc City đó, đó cũng chị điện gặp nghẹt luôn á, nhưng mà nó đưa xuống dưới đất. Lâu lâu có cái này kho lạc coi được được ha. Tao hủ ăn từ từ thôi để không rụng răng nha các mày. Nó nóng dữ lắm nóng. Hồi đó giờ anh vậy mà ngủ thông phái ổng lắm mày. Thấy bữa đám cưới của mày gì đó vô nó làm như ghê lắm, gặp Bảy Cường làm ghê. Tại vì ông con của Bảy Cường á là làm xui với ông Sáu Sệ. Ông Sáu Sệ là cậu của nó hả ta? Chú của nó Nguyễn gì đó, cái gì thằng Nguyễn Ngũ Thông á, Út Ngũ Thông á, đó thì nó chuẩn bị đó, thằng nó nhỏ luôn đổi, đổi lửa được không? Rồi chào tạm biệt các bạn, chào bạn, chào tạm biệt các bạn nha các bạn.